Lilabo, Anna giờ 13 và nhiều bạn hỏi rằng à, anh ơi có mùi hương nào giống em nó không? Thì thực ra đã làm rồi, ở trong những chai nước hoa là mùa đông dành cho nữ mà mình vừa mới làm trong gần đây thôi. Thì có vẻ trong video đấy thì mình cũng nói không được kỹ cho lắm và nó cũng không cụ thể là nó có khác nhau như thế nào và chốt lại thì nó có đáng mua hay không. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói toàn bộ về Not a Perfume của Juliette Hexagon. Và hãy cùng xem mà nó có những cái điều gì đặc biệt mà mình lại recommend đến cho các bạn nữ nha. Trước khi đi vào nhân vật chính thì nói qua một chút về Another 13 đi. Thì đây là một chai nước hoa được quảng cáo rất là nhiều và gần như là được các seller bán hàng nói rằng là mùi rất là sexy, quyến rũ, trong trẻo như mùi của gái mới lớn, rồi mùi thoát ẩn thoát hiện. Thì mình đã có một cái video nói quan điểm của mình về mùi hương này rồi. Thì mình sẽ gắn link ở trên này các bạn để xem lại nhá. Còn đây, Not a Perfume của Juliette Hexagon cũng được ra mắt vào năm 2010. Và như bảng thành phần thì họ có khá là nhiều những nốt hương giống nhau. Bên này thì là Ambergris, Isoy Super, rồi Amvet các kiểu. Còn bên này thì họ chỉ có là Ambosan cùng với một cái chất nữa. Tóm lại là nguyên liệu hóa học. Và chia sẻ với các bạn là Ambosan ấy thì là một cái nguyên liệu hóa học sử dụng khá là nhiều ở trong nước hoa và gần như là nó thay thế long diên hương. Và có một cái điều nữa đó là gần như là theo như trình bày của cái perfumer làm ra cái mùi hương này thì ông ấy nói rằng là Ambosan được sử dụng gần như là thoải mái về liều lượng, không cần phải lo lắng quá là nhiều là nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tại vì có một số chất ấy, trong nước hoa ấy, thì nó chỉ được giới hạn sử dụng một cái liều lượng rất nhỏ thôi, nhưng mà với Ambosan này thì gần như là không có giới hạn. Ngó qua một chút về phần ngoại hình đi, thì chúng ta có một cái thiết kế màu trắng hết từ đầu đến cuối, phải nói rằng khá là đẹp. Nếu như ở camera các bạn không nhìn kỹ thì họ có những cái đường kiểu những cái cành họ điểm vào ở trong ngoài, họ làm kiểu hơi nổi lên một tí, trông rất là đẹp. Và cái chữ ở đây là Juliette Hexagon này, rồi not không phải là nước hoa, not a perfume, mà thì cũng rất là ổn. Chúng ta mình xịt mùi này mấy ngày hôm nay suốt đó, phun sương cũng rất là mịn. Bây giờ chúng ta đi về phần mùi hương của em này. Mình vừa xịt ra tay xong thì chai nước hoa này nó có một cái điều đó là khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi cồn rất là rõ và một cái tông mùi hơi ngậy béo một tí, rất nhẹ thôi. Hai cái này các bạn mới xịt ra các bạn ngửi thấy cực kỳ rõ, nhưng mà sau khoảng tầm kiểu 1 phút đến 2 phút khi mà cồn bay đi thì cái mùi hương nó trở nên rất là mỏng và nó ngay lập tức nó trở thành một mùi kiểu skin sen ở trên da rất là mỏng. Các bạn kiểu nếu mà các bạn vừa mới xịt xong nhá, thường nước hoa mới xịt xong nó tỏa rất là tốt, nhưng mà riêng em này xịt xong khi mà cồn nó bay đi một phát thì mùi hương nó chỉ dính lại ở trên da, nó kiểu một cái lớp bao bọc ở trên da thôi. Và cái mùi hương ở đây sau khi mà nó cái mùi cồn bay mất ấy, thì từ lúc đấy đến khi mà mùi không còn gì ở trên da nữa thì các bạn nhận thấy rằng là một cái tông mùi, thứ nhất là khá là sáng mềm béo, nó như kiểu mùi những cái mùi kiểu những cái thanh gỗ non ấy, rất là mềm mại và nó có một cái nét kiểu khá là sạch sẽ. Các bạn nếu như bạn nào ngửi thì sẽ có hơi hơi có cái xu hướng là giống với cái mùi kiểu sữa tắm, kiểu 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 mà da các bạn vừa mới tắm xong, những cái gọi là những cái sữa tắm nó kiểu mình không biết là miêu tả như nào, khi mà các bạn tắm xong nó cảm giác kiểu trơn 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 da ấy, thì cái cảm giác là như vậy. Nó như kiểu các bạn đang bôi một cái lớp body lotion lên người ấy. Đấy thì cái mùi hương này đúng như thế, và mùi hương này một cái mùi hương tối giản, không biến chuyển cũng như là chả có gì phức tạp từ đầu đến cuối, nó chỉ là một cái mùi hương như vậy thôi. Thì đấy là cảm nhận của mình khi mà mình xịt cái mùi hương này. Vậy thì nếu chúng ta đặt cạnh với Another 13 thì chúng ta sẽ có những cái điểm gì khác nhau? Thì em này khi các bạn xịt ra các bạn đã nhận thấy một cái mùi, đó là mùi gỗ hay là gọi là mùi của những cái tờ giấy vàng trong những cái quyển sách cũ ngày xưa ấy. Các bạn nếu bạn nào mà cái thế hệ tầm đầu 9x các bạn đi thuê truyện, nó sẽ có những cái quyển quyển truyện nó dùng tờ giấy vàng ấy, các bạn ngửi những cái quyển truyện đấy thì các bạn ngửi thấy mùi giấy khá là rõ. Nhiều bạn thì ngửi thấy mùi lê ở trong chai nước hoa này, nhưng mà với mình thì mình ngửi thấy mùi giấy rõ hơn. Thì ở chai nước hoa này nó không lên được cái nét như vậy mà nó chỉ có một cái mùi, đó là mùi hơi kiểu creamy, ngọt, ngậy, béo. Nhưng mà so nó với cái độ ngậy, độ béo ở trong hai chai nước hoa này nhá, thì em này chỉ bằng một nửa so với Another 13. Và khi dry down thì mùi của Another 13 nó lên cái nét ngậy cực kỳ rõ,
ngậy, ngọt, và cái nét này nó làm mình khá là choáng váng. Mình thì thích ngửi Another 13 gọi là trên da những người khác, hay là hôm trước mình có đi một buổi cà phê buổi sáng thì mình có ngửi được một mùi này ở trên một cái chị ngồi cách mình hai bàn, thì các bạn biết là mùi nó tỏa như thế nào đấy. Và mình ngửi khá thích, nhưng mà mình tin chắc chắn một điều là dù mình đã thử qua em này rất nhiều lần nhưng mà mình vẫn không thể yêu, tại vì cái nét ngậy của em nó thì nó làm mình choáng váng và thậm chí là buồn nôn. Nhưng mà khi mà mình xịt Not a Perfume này thì mình có thể rất là dễ dàng kiểu mỉm cười, và mình cảm thấy là nó là một cái kiểu sinh ra để dành cho mình, nó rất là vừa phải mà vẫn mang được cái DNA của Another 13 của Lilabo. Tiếp tới chúng ta đến độ bám tỏa. Thì như các bạn biết là Another 13 thì nó hay được nói khá là huyền bí với cái cụm từ đó là khi các bạn ngửi thì các bạn không ngửi thấy, còn khi các bạn không ngửi thì các bạn tự nhiên các bạn lại ngửi thấy. Thì đấy là một cái điều rất là vô lý, không có mùi hương nào như vậy cả. Chỉ đơn giản rằng là khi mà mình ngửi thì nó rất là nhẹ, nhưng mà khi mà tự nhiên cơ thể các bạn nóng lên hay là các bạn kiểu tiếp xúc di chuyển nhiều thì tự nhiên các bạn sẽ ngửi thấy cái mùi hương đấy thôi, chứ không phải là cho vào mũi xịt mặc ngửi mà các bạn không ngửi thấy. Đó là điều rất là vô lý. Thì ở em này mình phải công nhận rằng là cái khi mà nó bám trên da, hai em này nó khá là giống nhau về cái độ tỏa hương, đó là mùi nó rất là mỏng khi mà mình đưa tay lên ngửi, nhưng mà khi mà mình để xa ra thỉnh thoảng hay là ngồi trong cái không gian hẹp cũng như là kiểu mình vừa vận động xong ấy, thì mình ngửi thấy cả hai mùi hương này cực kỳ rõ. Còn về cái độ tỏa hương thì cá nhân mình thấy rằng là Another 13 nó tỏa tốt hơn so với Not a Perfume. Về câu chuyện đó là thời điểm khuyên dùng của hai em này, như mình đã chia sẻ trong cái video mình review Another 13 thì mình nói rằng là Another 13 có lẽ chỉ dành cho những ngày trời kiểu mát trời, còn những ngày hè nóng thì không nên dùng. Và thời tiết mình nghĩ là tầm 30 độ quay đầu các bạn có thể xịt Another 13, và cái thời điểm đẹp nhất xịt Another 13 có lẽ là tầm từ 20 cho đến 23, 24 độ là hợp lý nhất. Thì cái mùi hương này cũng vậy, nhưng mà với mình thì như mình nói đó là em này nó có một cái độ ngọt và béo không bằng được Another 13, nên em này có thể sử dụng được vào cái nhiệt độ cao hơn một xíu, mà mình nghĩ khoảng tầm từ 32 cho đến 33 độ là ok. Các bạn có thể xịt trực tiếp lên da, còn nếu mà thời tiết hơi nóng thì với Another 13 các bạn khuyên là các bạn nên xịt lên áo và xịt từ ngày hôm trước nếu như ngày hôm sau bạn muốn mặc cái mùi hương đó. Thì đấy là một cái tip nhỏ dành cho các bạn. Nếu như bạn thích những cái mùi nặng thì các bạn có thể xịt từ tối ngày hôm trước lên quần áo, ngày hôm sau các bạn mặc thì mình vẫn đảm bảo các bạn là mùi hương nó vẫn không gây khó chịu và nó cũng thỏa mãn cái nhu cầu muốn sử dụng cái mùi hương đó của bạn. Và một điều nữa đó là Not a Perfume của Juliet Hescan với mình thấy rằng là nó có phần nghiêng nữ nhiều hơn so với Another 13. Tại vì như mình nói, Another 13 nó có bay gỗ nên là các bạn sẽ ngửi thấy gỗ ở trong Another 13 nhiều hơn. Và mình nghĩ là Another 13 thì nếu như Another 13 là một cái mùi unisex thì em này nghiêng nữ khoảng tầm 70%. Thực ra thì nam cũng xịt được, nhưng mà sẽ dành cho những bạn nam kiểu phải phong cách nhẹ nhàng, hơi kiểu Hàn Quốc các thứ, ăn mặc kiểu nó khá là hiện đại, nó nhẹ nhàng và kiểu phóng khoáng thì các bạn có thể xịt được em này. Vậy thì cái quan điểm là có nên mua chai nước hoa này hay không? Thì thứ nhất, nếu như bạn là một người thích Lilabo Another 13 rồi, bạn thấy mùi của nó ổn và đủ với bạn thì mình nghĩ là bạn không nên mua Not a Perfume. Đấy là điều chắc chắn. Tại vì khi mà sang bên này thì các bạn sẽ kiểu cái tông mùi nó sẽ bị nhẹ đi một nửa và có thể khiến bạn hụt hẫng, nên là mình nghĩ là bạn không nên mua. Còn nếu như bạn nào giống mình mà cảm thấy Another 13 nó hơi choáng váng với cái độ ngọt ở khoảng tầm ngọt ngậy ở khoảng giữa thì bạn hoàn toàn có thể mua em này. Em này hoàn toàn có thể thay thế một cách rất tốt, thậm chí là nó còn làm bạn thấy wow, tại sao mùi hương này giống mà lại còn ngon đến như vậy. Đó, cái thứ hai đó là về câu chuyện về giá. Thì Lilabo trên thị trường tầm 5-6 củ gì đó, còn với Juliet Hescan Not a Perfume nó rơi khoảng tầm, chắc là khoảng tầm trên dưới 2 củ. Như vậy là chúng ta có một cái giá chắc là khoảng tầm rẻ hơn một nửa so với Lilabo rồi ba, mà cái DNA vẫn như vậy. Và một điều nữa là em này như mình nói là hơi nghiêng nữ một tí, vì thế thì các bạn nữ có thể quan tâm nhiều hơn so với các bạn nam. Và với mình thì độ bám tỏa thì cũng nó cũng không phải thần thánh kiểu là em này thì thoát ẩn thoát hiện, em này thì hiện liên tục đấy. Còn về độ bám tỏa mình đã chia sẻ rồi, gần như là nó như nhau.
độ tỏa hương chỉ kém hơn một xíu thôi. Nên là với cá nhân mình, một cái giá tốt hơn, mùi hương với cái gu của mình nó cũng hợp lý hơn, thì mình sẽ mua Not a Perfume của Juliet Hessegan. Ra mắt cùng năm với nhau nha, không lại bảo là ông này làm clone của ông kia, không phải đâu các bạn ạ. Cái lợi nữa đó là em này hiện tại thì theo như mình biết chưa có fake. Còn Lilabo thì ngập tràn fake, 899999. Còn bây giờ các bạn đã sử dụng qua những chai nước hoa này chưa thì hãy bình luận cho mình biết ở phía dưới. Rất mong các bạn có thể chia sẻ để nhiều người có thể tham khảo hơn. Và nếu như thấy video hay thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye.